rất vui được gặp lại quý vị và các bạn trong kênh Tin Tức Sau Việt ngày hôm nay. Và đang tin chắc chắn rằng trong những phút tiếp theo của chương trình thì chúng tôi sẽ mang lại cho quý vị những thông tin nóng hổi nhất để quý vị thực sự có những giây phút thư giãn và thoải mái. Nhưng quý vị cũng đừng quên nhấn nút theo dõi kênh và bật chuông thông báo để chúng ta có thể cập nhật được những thông tin nóng nhất và mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Còn ngay bây giờ thì mời quý vị hãy cùng nhau đến với những thông tin nóng nhất của ngày hôm nay. Đại Nghĩa lo sợ khi giấu bao tiền mặt 3 tỷ đồng mà Trấn Thành nguyên gốc trong nhà. Đại Nghĩa cho biết mình nhận 3 tỷ đồng tiền mặt từ Trấn Thành. Vì cuối tuần nên không thể ra ngân hàng chuyển vào tài khoản, việc giữ bao tiền lớn trong nhà khiến anh vô cùng lo lắng. Mới đây trên trang cá nhân của mình, Đại Nghĩa có dòng chia sẻ dài liên quan đến việc từ thiện đến với khán giả. Kèm theo đó là đoạn clip ngồi nói chuyện với Trấn Thành, cả hai có cuộc trò chuyện sôi nổi và thẳng thắn với nhau. Trấn Thành hài hước cho rằng bản thân vô cùng tin tưởng Đại Nghĩa. Tin tưởng nhất trong cuộc đời, vì bệnh rộn, lịch quay phim điện ảnh bố già nên Trấn Thành không thể thu xếp ra miền Trung, đành chuyển giao cho Đại Nghĩa. Trong thời gian ngắn kêu gọi, Trấn Thành đã quyên góp được hơn 8 tỷ đồng. Anh sẽ quyên góp vào quỹ từ thiện An Vui của Đại Nghĩa 3 tỷ. Và nhờ Đại Nghĩa sẽ giúp chuyện đến người dân miền Trung đang chịu lũ lụt. Về phía mình, Đại Nghĩa cũng một bạch rằng bản thân cũng khá bận rộn với lịch quay phim các chương trình truyền hình. Nhưng nếu Trấn Thành không chuyển số tiền này thì Đại Nghĩa cũng đã có kế hoạch ra miền Trung từ thiện cùng với ekip của mình. Đại Nghĩa cũng gửi lời cảm ơn đến Trấn Thành và khán giả đã tin tưởng và giao cho mình trọng trách này. Khoảng vào đầu tháng 11, Đại Nghĩa sẽ có chuyến từ thiện trực tiếp ra miền Trung. Nguyên văn chia sẻ của Đại Nghĩa trên trang cá nhân. 1. Đây là clip mà Nghĩa và Trấn Thành quay từ tối hôm thứ Sáu tuần rồi. Về việc Thành chuyển giao cho Nghĩa số tiền 3 tỷ đồng mà Thành quyên góp được cho miền Trung. Vậy tại sao đến sáng nay Nghĩa mới post clip này lên và bữa giờ không nghe Nghĩa nhắc gì về việc này? Là vì số tiền 3 tỷ Thành đưa, Nghĩa không phải là chuyển khoản mà là đưa tiền mặt. Một bao tiền to ơi là to 3 tỷ mà Nghĩa phải để trong nhà suốt mấy ngày nay. Do thứ Bảy và Chủ nhật ngân hàng không làm việc nên không gửi vào được. Nếu nói điều này sớm hơn mà 3 tỷ tiền mặt vẫn để trong nhà thì cũng rất nguy hiểm. Vì vậy sáng nay thứ Hai đầu tuần trước khi đi làm, Nghĩa đã ra ngân hàng gửi hết vào tài khoản An Vui. Giờ đây mới đăng clip này lên để nói về việc này cho mọi người biết. Tại sao bữa giờ khi đăng các status về các việc phát quà cho các tỉnh miền Trung, Nghĩa không đăng số tài khoản của tài khoản An Vui lên như mọi khi? Vì trong thời gian này Nghĩa chưa trực tiếp ra miền Trung được, nên nếu đăng lên tiền đóng góp về quá nhiều mà mình thì vẫn ở nhà thì thật không đúng. Nên hôm nay khi đã sắp xếp được ngày để ra miền Trung rồi, thì Nghĩa mới chính thức đăng số tài khoản lên để kêu gọi mọi người đóng góp. Nghĩa sẽ cùng với vài cộng sự ra miền Trung vào ngày 4, 5, 6, 7 tháng 11 để trực tiếp trao cho bà con. Tại sao trong các chuyến phát quà bữa giờ, băng rôn hay để tên là tài khoản An Vui và MC Đại Nghĩa, mà không phải là tài khoản An Vui và các mạnh thường quân? Có bạn đã đặt câu hỏi như vậy. Vậy Nghĩa trả lời tại đây. Nghĩa luôn nói với các đầu cầu thiện nguyện khắp nơi khi làm băng rôn thì chỉ nên để là tài khoản An Vui thôi, chứ không để tên của Đại Nghĩa vào. Nhưng các bạn cũng biết mọi người biết đến Nghĩa nhiều, nên các nơi vẫn cứ thích đính kèm cái tên Nghĩa Vô, mặc dù Nghĩa không hề mong muốn. Những việc Nghĩa làm không nhằm để mình thêm nổi tiếng nên cái tên Đại Nghĩa của mình với bản thân Nghĩa nó chẳng hề quan trọng như những việc như thế này. Còn tại sao không có thêm dòng chữ cùng các mạnh thường quân? Thì đơn giản là vì tài khoản An Vui đã mang ý nghĩa là các mạnh thường quân rồi. Vì tài khoản An Vui là của các mạnh thường quân đóng góp chứ không phải là của riêng Nghĩa hay của bất cứ một cá nhân nào. Nên nếu giờ để là tài khoản An Vui và các mạnh thường quân thì chẳng khác là nó đã bị dư thừa câu chữ rồi sao? Vài lời chia sẻ với các bạn như vậy, Nghĩa xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất đến với người em Trấn Thành cùng các fan của Thành. Nghĩa xin chân thành cảm ơn các mạnh thường quân của tài khoản An Vui đã đóng góp, đã đồng hành cùng tài khoản An Vui trong việc giúp đỡ bà con miền Trung trong suốt những ngày vừa qua. Nghĩa sẽ mang số tiền mà Thành gửi cộng với số tiền của tài khoản An Vui quyên góp được ra miền Trung ở các tỉnh Huế, Quảng Bình, Quảng Trị để trao cho bà con. Nghĩa đang làm việc với các cộng sự để kết nối với ngoài đó để có danh sách cũng như những điểm chính thức mà Nghĩa sẽ đến. Và Nghĩa sẽ công bố rõ ràng cụ thể cho các bạn được biết về chuyến hành trình sắp tới của mình. Mọi đóng góp xin gửi về tài khoản Bùi Đại Nghĩa, Ngân hàng Vietcombank chi nhánh Kỳ Đồng. Cảm ơn các bạn nhiều.